Sâu răng là bệnh lý răng miệng thường gặp nhất ở trẻ em và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất răng sớm, ảnh hưởng đến sự phát triển thẩm mỹ và thể chất trong giai đoạn sau này của trẻ. Như vậy, và làm sao để ngăn ngừa sâu răng một cách hiệu quả? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Để phòng tránh bệnh sâu răng, chúng ta cần tập trung vào việc làm sạch răng bằng các biện pháp sau. Ăn đầy đủ chất bổ dưỡng như thịt, cá, sữa, rau củ và hoa quả tươi. Không nên ăn quá nhiều thức ăn ngọt. Đối với trẻ em, nên sử dụng bàn chải kích thước nhỏ, lông mềm và mảnh, kem đánh răng và nước súc miệng dành riêng cho trẻ. Thân bàn chải có màu sắc nổi bật, hình ảnh vui nhộn, tạo cảm giác thích thú cho bé khi chải răng. Đánh răng tốt nhất 2 lần một ngày, thời điểm tốt nhất là sau khi ăn và tối trước khi đi ngủ. Bàn chải quá cũ sẽ khiến chải răng không sạch và có thể gây tổn thương nướu. Nên thay bàn chải 3 tháng một lần khi lông bàn chải có dấu hiệu bị tòa đầu. Nên đi khám răng định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sâu răng ở giai đoạn sớm và điều trị kịp thời. Cháu nhà chị bị sâu răng, tôi đã điều trị xong cho bé rồi chị nhé. Thưa bác sĩ, tại sao cháu nhà tôi đã đánh răng bằng kem đánh răng chứa floor mà vẫn bị sâu răng? Cháu đánh răng một ngày mấy lần? Dạ, cháu đánh răng buổi sáng trước khi đi học ạ. Cháu thực hiện lại động tác chải răng cho bác sĩ xem nhé. Thứ nhất là cháu đánh răng một lần mỗi ngày như vậy là chưa đủ. Để đảm bảo vệ sinh răng miệng thì cần phải đánh răng ít nhất 2 lần một ngày. Thời điểm tốt nhất là sau khi ăn và tối trước khi đi ngủ. Và quan trọng hơn là cách đánh răng của cháu như vậy là chưa đúng, nên dẫn đến có nhiều vùng răng không được vệ sinh kỹ, dẫn đến sâu răng. Bác sẽ chỉ cho cháu cách đánh răng đúng nhé. Bước 1, súc miệng với nước để giảm bớt lượng mảng bám còn đọng lại trên răng và nướu. Bước 2, rửa sạch bàn chải rồi lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ vào bàn chải của bé. Bước 3, phương pháp chải răng. Đặt bàn chải nằm ngang và nghiêng khoảng 45 độ so với viền nướu. Đầu lông bàn chải tiếp xúc với cả răng và nướu. Để chải mặt ngoài răng, dùng động tác xoay tròn để chải răng. Và kết thúc bằng động tác quét xuống, lần lượt chải từ trái qua phải. Vị trí đặt bàn chải và động tác tương tự để chải mặt trong các răng. Để vệ sinh mặt nhai các răng, đặt bàn chải song song vào mặt nhai của răng, dùng động tác kéo đậy tới lui. Dùng động tác và thứ tự giống như ở hàm trên để vệ sinh cho cung răng hàm dưới. Bước 4, có thể thực hiện chải lưỡi bằng bàn chải đánh răng hoặc dụng cụ chải lưỡi chuyên dụng. Bước 5, xúc miệng lại với nước nhiều lần để đảm bảo hết hoàn toàn kem đánh răng trong miệng. Sau đó rửa sạch bàn chải, vẫy khô, rồi cắm phần lông bàn chải hướng lên trên, phần tay cầm ở dưới. Cảm ơn bác sĩ. Trước giờ tôi vẫn nghĩ là chỉ cần đánh răng mỗi ngày là có thể tránh được sâu răng. Nên khi thấy sáng nào cháu cũng đánh răng trước khi đi học, tôi đã chủ quan mà không tìm hiểu cặn kẽ. Đánh răng đúng phương pháp, ngoài việc có thể bảo vệ trẻ tránh sâu răng, mà còn phòng ngừa được nhiều bệnh lý răng miệng khác, chẳng hạn như viêm nướu. Vì vậy, để giữ được cho trẻ bộ răng khỏe mạnh, cha mẹ hãy giúp bé xây dựng được thói quen vệ sinh răng miệng đúng cách ngay từ khi còn nhỏ nhé.